công lao của các vị thánh thần đã có công trong việc dựng nước giữ nước và bảo vệ nhân dân và tổ quốc. Ngay bây giờ đây, có lẽ là người dân Việt Nam thì chúng ta cũng đều biết đúng không ạ? Ngoài đạo thờ Phật ra thì có đạo thờ mẫu nữa. Trong mỗi ngôi chùa đều có ban tam hảo và ban thờ mẫu. Ban thờ mẫu thì chúng ta đã biết và một trong những vị đã hiển thánh rất là linh thiêng và chúng ta thường đi lễ đó là ở Nghệ An, ông Hoàng Mười. Chắc chắn là đây có rất nhiều quý vị cũng đã từng đến tỉnh Hoàng đến với đền ông rồi đúng không ạ? Và tại sân khấu này thì cho chúng em xin được bạn phép đây là hình thức biểu diễn trên sân khấu thôi ạ. Chúng em chỉ đang diễn sướng thôi, không mang tính thức thờ phụng, không mang tính thức là tín ngưỡng chứ không phải mang tính thức mê tín. Một trong những hình thức diễn sướng lại ông Hoàng Mười để biết ơn công lao của ông đã dựng xây bảo vệ tổ quốc của chúng ta trong những năm qua. Đó cũng chính là những lịch sử, đó chính là những di chứng mà chúng ta cần bảo vệ bảo tồn, cũng giống như tất cả rất là nhiều người khác đã hy sinh cho tổ quốc của tổng thống như ngày hôm nay. Và quốc triều văn ông Hoàng Mười. Ngay bây giờ chúng em xin được bạn phép dành tặng quý vị qua phần thể hiện của nghệ sĩ Như Mười cùng các nghệ sĩ chúng em ạ. Xin một tràng tay lên để đến với quý vị này. Thank you.
rượu đào. Xin mời quan hoan người nhất cho say. Trăm hoa giao bếp mừng ngày. Mừng ngày tiệc vui đẻ tay biên chuông chén rượu mừng. Lại đi xin
sông sông.